Triệu Lộ Tư, Dương Dương và Ngô Lội quá hot, khiến cả công chúa Malaysia phát cuồng. Năm 2022 được coi là một năm cực kỳ thành công đối với Triệu Lộ Tư, không chỉ có phim truyền hình rating tốt, nàng tiểu hoa 95 còn có đến 2 bộ phim chiếu mạng lên sóng. Nhờ vậy, không chỉ lưu lượng tăng, danh tiếng và sức ảnh hưởng của Triệu Lộ Tư cũng nâng cao rõ rệt. Bên cạnh đó, hai bạn diễn của Triệu Lộ Tư trong năm 2022 là Dương Dương và Ngô Lỗi cũng nhận được niềm vui lớn. Theo đó, mới đây công chúa Tengku Zataha của Malaysia đã bất ngờ đăng tải một bài viết đánh giá hai bộ phim nổi bật trong năm 2022 là Thả Thính Thiên Hạ và Tinh Hán Sáng Lạn. Cô đã dành rất nhiều lời khen ngợi cho hai bộ phim này, đồng thời cũng tỏ ra thích thú khi theo dõi tài khoản Instagram cá nhân của ba diễn viên chính. Có thể nói, đây là một vinh dự rất lớn đối với Triệu Lộ Tư, Dương Dương và Ngô Lỗi khi được hoàng tộc của một quốc gia yêu thích. Không thể phủ nhận được rằng, trong năm 2022 vừa qua, cả Tinh Hán Sán Lạn và Thả Thí Thiên Hạ đều nhận được sự quan tâm rất lớn của khán giả màn ảnh nhỏ. Các bộ Triệu Lộ Tư và Dương Dương hay Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi cũng sở hữu một lượng fan cực khủng. Tính ra Thả Thí Thiên Hạ cũng hot ở nước ngoài, từ Thái Lan đến Malaysia, đúng kiểu con ghẻ quốc dân, con cưng quốc tế. Triệu Lộ Tư đóng với ai cũng đẹp đôi, đến công chúa cũng mê bộ ba nhan sắc này cơ mà, công nhận là đẹp đôi thật, mê ba người này nhất trong năm 2022. Tính ra Triệu Lộ Tư thành công nhất trong năm 2022 nhỉ, cặp với hai trai đẹp mà phim nào cũng hot. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên công chúa Tengku Zataha của Malaysia bày tỏ sự yêu thích với một bộ phim Trung Quốc. Trước đó cô cũng từng đăng bài khen ngợi Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Phim của Vương Nhất Bác gây sốt tại Liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 73. Mới đây, truyền thông đưa tin phim điện ảnh Người Bạn Của Tôi với sự góp mặt của Vương Nhất Bác sẽ được công chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 73. Đây được xem là lần xuất ngoại đáng nhớ của nam diễn viên sinh năm 1997. Trong một diễn biến khác, phim Vô Danh với sự góp mặt của anh cũng đã cán mốc 900 triệu tệ doanh thu. Bắt đầu từ ngày 18 tháng 2 đến nay, phim điện ảnh Người Bạn Của Tôi của đạo diễn Trương Đại Lỗi do Châu Tấn và Vương Nhất Bác tham gia diễn xuất đã được công chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 73. Bên cạnh đó, phim mới của Vương Nhất Bác cũng lọt vào danh sách rút gọn hạng mục phim ngắn của Liên hoan phim danh giá này. Theo phát hiện của khán giả, trang Instagram của hạng mục này cũng đã bấm theo dõi tài khoản cá nhân của Vương Nhất Bác. Thông tin này nhận được sự quan tâm, bàn luận lớn của đông đảo khán giả. Trong đó, đa phần công chúng dành lời chúc mừng cho thành tựu mới mà Vương Nhất Bác đã đạt được. Bên cạnh đó, khán giả cho rằng thành tựu này sẽ là bước đệm vững chắc cho nam diễn viên khẳng định vị thế ở màng điện ảnh trong thời gian tới. Được biết, đạo diễn Trương Đại Lỗi và đàn chị Châu Tấn cũng dành cho Vương Nhất Bác nhiều lời khen có cánh cho sự lan xả, cống hiến vì vai diễn. Vào ngày 20 tháng 2, giờ địa phương, giới mộ điệu được fan vỡ òa khi phim điện ảnh Nhiệt Liệt, một trong những dự án đáng chú ý khác của Vương Nhất Bác, ấn định ngày ra rạp là vào mùa hè năm nay. Được biết, hậu trường mùa chụp poster phim với sự góp mặt của Vương Nhất Bác cùng dàn cast Nhiệt Liệt, năng lượng tích cực của dàn cast trong phim cũng gây chú ý và được đông đảo khán giả ngợi khen. Thông qua loạt phim ra rạp liên tiếp, nam chính Trần Tình Lệnh dường như đang muốn định hình sự nghiệp của bản thân, lập nhiều thành tựu mới ở màng điện ảnh. Được biết, màn thể hiện của Vương Nhất Bác trong Vô Danh nhận được đánh giá tích cực từ khán giả và giới phê bình phim. Tờ The New York Times cũng nhắc đến sự biến hóa của Vương Nhất Bác với nhiều tầng cảm xúc trong Vô Danh. Mỹ Nam sinh năm 1997 được cho là ngày càng trưởng thành hơn về diễn xuất, trong tương lai có thể đảm nhiệm nhiều dạng nhân vật, có tâm lý phức tạp hơn. Cư dân mạng đặt nhiều kỳ vọng vào các dự án mới của Vương Nhất Bác. Dương Tử là sao nữ duy nhất liên tiếp có phim bạo ở thời kỳ đỉnh cao của đa Mỹ chuyển thể. Gia nhập làng giải trí đã lâu và cũng quen mặt với khán giả màn ảnh nhỏ, thế nhưng phải đến năm 2018, Dương Tử mới trở thành lưu lượng tuyến đầu Cbiz, sở hữu ngoại hình xinh đẹp chưa đủ, cô nàng còn được cho là có diễn xuất tốt, đặc biệt là trong những phân cảnh bi thương. Ngoài ra, Dương Tử cũng được biết đến là mỹ nhân duy nhất bạo khi dòng phim đam mỹ chuyển thể đang làm mưa làm gió. Năm 2018, bộ phim Hương Mật Tựa Khói Sương được lên sóng và nhanh chóng gây sốt màn ảnh nhỏ. Trong bộ phim này, Dương Tử đóng chính cùng Đặng Luân và trở thành cặp đôi tiên hiệp rất được yêu thích, tạo hình cổ trang xinh đẹp, diễn xuất chắc tay, giúp Dương Tử chiếm được cảm tình của khán giả. Năm 2018 cũng được biết đến là thời điểm dòng phim chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ phát triển mạnh. Đơn cử có thể kể đến sự thành công vang dội của Chấn Hồn,
do Bạch Vũ và Chu Nhất Long đóng chính. Sau thành công của Trấn Hồn, hai nam chính cũng trở nên nổi tiếng hơn hẳn. Hay như năm 2019, khán giả đã được chứng kiến sự bành trướng của Trần Tình Lệnh do Tư Chiến và Vương Nhất Bắc đóng chính. Cũng nhờ thành công của bộ phim này, hai chàng Mỹ Nam trong phim đã vươn lên hàng đỉnh lưu lượng của CPIC. Tuy nhiên, dù Trần Tình Lệnh có nổi tiếng thế nào, thì nhắc đến năm 2019, khán giả vẫn nhớ đến Cá Mực Hầm Mật của Dương Tử và Lý Hiện. Đây được đánh giá là bộ phim bạo thứ hai trong sự nghiệp của Dương Tử, với loạt thành tích cực kỳ ấn tượng. Thậm chí nhờ bộ phim này, Dương Tử đã dễ dàng leo lên vị trí đỉnh lưu. Đây chính là sự lợi hại của Dương Tử trong sự nghiệp của mình. Có thể khẳng định được rằng, đây là điều mà rất ít ngôi sao có thể làm được. Ở tuổi 36, Dương Mịch làm được điều mà Phạm Băng Băng cả đời cũng không dám thực hiện. Mới đây, Dương Mịch gây sốt khi chia sẻ hình ảnh bản thân đang thực hiện quá trình tẩy tóc. Theo chia sẻ của cô, để hoàn thành quá trình này, nữ diễn viên đã phải ngồi suốt 7 tiếng đồng hồ. Khi việc Dương Mịch nhuộm tóc được lên hot search Weibo, nhiều người réo tên Phạm Băng Băng vào. Trước đây, có tin đồn mỹ nhân họ Phạm không dám nhuộm tóc suốt hơn 25 năm tham gia nghệ thuật, do nghe theo lời khuyên của mẹ. Sự đối lập giữa hai mỹ nhân xứ Trung khiến khán giả không khỏi thích thú. Thỏa mong đợi của fan, Dương Mịch đã quyết định hô biến mái tóc đen huyền thoại của mình sang một diện mạo mới. Trong bức ảnh được đăng tải mới đây, Dương Mịch không để lộ mặt, chỉ tập trung vào phần tóc dài đang được tẩy đi. Có vẻ như nữ diễn viên khá thích thú với quyết định này. Cô giơ tay hình chữ V để tương tác với khán giả. Theo tiết lộ của blogger xứ Trung, nguyên nhân khiến Dương Mịch đưa ra quyết định này một phần là do yêu cầu của vai diễn. Trong thời gian tới, Dương Mịch phải tham gia phim điện ảnh, không có chuyện gì mà một bữa lẩu không giải quyết được. Vì thế, nữ diễn viên cần thay đổi một chút về ngoại hình để phù hợp với yêu cầu của nhân vật. Hiện phim của Dương Mịch chưa công bố tạo hình chính thức. Ở poster phim không có chuyện gì mà một bữa lẩu không giải quyết được, nữ diễn viên cũng không lộ mặt, cho nên chưa thể xác định được tin đồn về việc đổi màu tóc cho hợp vai có chính xác hay không. Khán giả vô cùng trông ngóng màu tóc mới của Dương Mịch. Thông tin cô nhuộm tóc đã leo hot search Weibo và ghi nhận lượt bàn luận khủng của cư dân mạng. Theo đó, nhiều tạo hình Dương Mịch đội tóc giả trong quá khứ đã được đào lại. Đặc biệt, Phạm Băng Băng cũng được réo tên như một diễn viên hiếm khi nhuộm tóc. Khán giả mong rằng, sau Dương Mịch, mỹ nhân họ Phạm là người tiếp theo thử sức với màu tóc mới. Về sự nghiệp phim ảnh, năm 2023 đánh dấu sự trở lại của Dương Mịch ở màng cổ trang với Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, đóng cùng Cung Tuấn. Đây là dự án cổ trang chế tác lớn, được kỳ vọng sẽ giúp nữ diễn viên có vai diễn để đời tiếp theo trong sự nghiệp. Có thông tin, bộ phim sẽ là đối thủ cạnh tranh trực diện với Giữ Phượng Hành do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tần đóng chính. Tuy nhiên, hiện cả hai chưa công bố thời gian lên sóng cụ thể, nên rất khó để xác định. Trước đó, Dương Mịch gây chú ý với hai dự án truyền hình thể loại hiện đại là Cảm Ơn Bác Sĩ và Định Luật 80/20 của Tình Yêu. Ở các dự án này, Dương Mịch nhận một số ý kiến trái chiều về phong độ diễn xuất lẫn nhan sắc. Dù chưa chinh phục được các khán giả khó tính, nhưng Dương Mịch vẫn cảm thấy tự hào với màn thể hiện của mình. Nữ diễn viên cho biết, mình nhận được nhiều trải nghiệm đáng nhớ trong quá trình ghi hình cho những dự án truyền hình mới. Trương Tịnh Nghi làm gì mà bị khuyên không nên đóng cổ trang? Sau thành công của Chiếc Bật Lửa và Vái Công Chúa, Trương Tịnh Nghi và Trần Phi Vũ đều trở nên nổi tiếng hơn. Trương Tịnh Nghi hiện được biết đến là một trong những tiểu hoa nổi bật lứa 95 của Zbiz. Với ngoại hình đẹp, diễn xuất tốt, cô nàng kỳ vọng sẽ còn phát triển hơn nữa trong tương lai. Mới đây, một tạo hình cổ trang của Trương Tịnh Nghi đã được đăng tải và nhận được sự chú ý lớn của công chúng. Trong hình ảnh mới này, nàng tiểu hoa diện một bộ trang phục trắng gọn gàng, tóc búi cao và kiểu trang điểm tự nhiên, trái với kỳ vọng. Cư dân mạng đã để lại những bình luận trái chiều xung quanh tạo hình mới của nữ chính Chiếc Bật Lửa và Vái Công Chúa. Có ý kiến cho rằng Trương Tịnh Nghi rõ ràng trở nên kém sắc hơn hẳn trong tạo hình này. Cô nàng không những trở nên già dặn hơn mà còn nhìn vừa cứng, vừa đơ. Có thể nói, so với tạo hình hiện đại hoặc dân quốc, rõ ràng Trương Tịnh Nghi không hợp để đóng cổ trang. Được nhận xét là có nhiều nét giống với bạn cùng lứa là Châu Dã, thế nhưng nhan sắc của Trương Tịnh Nghi lại có nhiều điểm hạn chế. Gương mặt cô nàng rõ ràng rất xinh đẹp, lại mang nét đài các, nhưng lại không phù hợp với tạo hình cổ trang này. Nhiều người bày tỏ thắc mắc, tại sao tổ tạo hình lại biến Trương Tịnh Nghi thành thế này? Tôi thấy cục phù hợp đóng mấy vai gia chủ mẫu, vai người mẹ chịu nhiều khổ cực, tân tảo kiểu đó. Tôi thấy Trương Tịnh Nghi rõ ràng hợp đóng phim hiện đại hơn. Trương Tịnh Nghi không xấu, nhưng tạo hình này dìm thực sự, nhìn trông già dặn hơn hẳn so với tuổi thật. Có nét đài các, tiểu thư, nhưng đóng cổ trang thì thật sự không ổn chút nào.
Hy vọng cô ấy không đóng phim cổ trang, nhan sắc này thực sự không phù hợp. Tạo hình cổ trang mới của Trương Tịnh Nhi hiện vẫn đang gây tranh cãi. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.